Nội thất Yuan trân trọng kính chào toàn thể quý khách. Xin giới thiệu với mọi người, đây là mẫu Hoàng gia Louis, chất liệu gỗ hương đá hàng VIP, khuôn tranh dày 4 phân, mặt ván liền, tấm dày 2 phân. Và bộ sản phẩm này gồm có 6 món, bên em làm theo đơn đặt hàng của anh Chiến ở Đan Phượng, Hà Nội. Kính mời anh Chiến cùng mọi người dành ra một ít phút để em giới thiệu qua về sản phẩm này. Thì cái bộ sản phẩm như mọi người có thể nhìn thấy là cái mẫu Hoàng gia Louis rất là hiện đại và vách để bên em để trơn. Vách này là vách trơn, khoai vân. Và gỗ hương đá thì là 100% không pha tạp, dù là thanh gỗ nhỏ nhất. Và đoạn thì có 8 chân, 4 chân tiền, 4 chân hậu. Tất cả phần tay, tức là 6 cái tay bên em làm tay đặc liền khối, liền sát cột. Thì đối với những cái phân khúc tay bộ Hoàng gia trên hiện nay thì cũng có rất là nhiều kiểu. Tay hộp cũng có này, tay đặc liền khối nhưng mà không sát cột. Và kiểu tay này, tay VIP nhất trên thị trường là tay đặc liền khối và liền sát cột. Thì nó sẽ giá trị hơn, khối gỗ xẻ ra lớn hơn và phần gỗ bỏ đi nhiều, cực kỳ là nhiều luôn. Và nó đặc liền khối thì nên rất là giá trị. Phần trương thì toàn bộ phần trương là bên em làm liền một khối từ cái đầu bên trái sang đầu bên phải và lên phần cao nhất của đỉnh trương là liền khối. Và đặc biệt bộ này đục hoa lan tây cực kỳ là sắc nét, đối với những cái đường nét hoa hồng và hoa lan tây uốn lượn rất là dẻo và có cái độ rất là kiêu sa kiều diễm của nó. Những cái đường nét uốn lượn vô cùng mềm mại từ cái đỉnh trương đến dải hoa lan tây kéo dài sang hai bên, và những cái đóa hoa hồng thì nở rất là đẹp. Vách thì bên em để vách trơn. Vách trơn này chủ yếu là khoe vân. Và khuôn tranh thì bên em làm khuôn tranh dày 4 phân, mặt ván liền, tấm dày 2 phân. Em quay qua để cho mọi người có thể quan sát là tất cả những cái phần khuôn tranh này là dày 4 phân. Và tay đặc là tay đặc liền khối, liền sát cột luôn. Tay đặc liền khối. Còn đối với cái hàng tay hộp hoặc là những cái tay khác trên thị trường thì cũng rất là đa dạng luôn. Tay đặc này thì đặc biệt là cái tay bay, bên em xẻ ra dáng chữ C. Thế nên cái phần gỗ đằng sau này này là phải bỏ đi thì mới tạo được cái tay này. Thì dáng tay này nó sẽ đẹp hơn, sang hơn và tốn gỗ hơn. Cái khuôn tranh thì bên em làm dày 4 phân, mặt ván liền, tấm dày 2 phân. Và vân veo thì mọi người nhìn thấy bên em lựa chọn lọc lựa vân rất là đều màu, từ vách đến xương đến trương đều màu và nhiều vân. Phần vách để chơi như này thì rất là thuận tiện trong cái việc lau chùi. Nếu mà ai thích cái mẫu Hoàng gia này mà không thích lau chùi nhiều thì có thể chọn những cái mẫu vách trơn như thế này. Ngồi vào, tựa lưng vào cũng có cảm giác rất là thoải mái. Phần trương thì mọi người nhìn thấy những cái dải hoa uốn lượn cực kỳ là sắc nét, tinh tế, sắc sảo. Hoa hồng thì đục rất là bay. Đấy. Phần vai ghế thì cong vòng sang hai bên thì tạo cảm giác rất là sang trọng, quý phái. Tất cả những cái phần tay là bên em tuyển chọn vân. Tay chuyển tuyển chọn vân, vân veo rất là đẹp. Và phần yếm thì bên em làm uốn lượn cong theo phần khuôn tranh cũng như là phần chỉ. Đoạn thì 8 chân, 4 chân tiền, 4 chân hậu. Tiếp theo đến nữa là hai chiếc ghế đơn. Thì nói qua về kích thước, đoạn này có chiều dài là 2m65, cao 1m3 và sâu 70, cao 1m35. Và hai chiếc ghế đơn thì có đồng kích thước là 1m07, sâu 70 và cao 1m3. Nổi bật ở giữa đó là cái bông hoa hồng. Và nhìn qua về cái dáng ghế thì mọi người nhìn thấy dáng ghế uốn lượn rất là quý tộc. Khi ngồi trên cái chiếc ghế này có cảm giác rất là sang trọng như những cái bậc vương giả. Thế nên nó có tên là Louis, Hoàng gia Louis, là những cái mẫu tiêu biểu theo kiến trúc của vua Louis Tân cổ điển. Phần tay uốn lượn rất là dẻo và phần chân cũng vậy, có cái độ cong vòng cực kỳ là đẹp mắt. Và từng cái chi tiết của bộ bàn ghế này đã được bên em tính toán để làm sao cho cái dáng ghế nó sang trọng, nó đẹp nhất rồi. Khuôn tranh thì dày 4 phân, mặt ván liền, tấm dày 2 phân và hai tay chữ C cong rất là sang. Rất là sang và đẹp. Vách thì để trơn khoe vân. Tay cũng vậy, tay rất là nhiều vân. Và những cái đường nét chạm trổ thì cực kỳ là sắc nét, đòi hỏi những cái con mắt tỉ mỉ và những tay nghề cao. Và độ kiên nhẫn của người thợ. Hai vai ghế thì cong nhẹ lên đằng trước, rất là sang. Đấy. Tiếp theo đến là cái bàn lớn thì có kích thước là 81 x 1m57. Bàn này cũng rất là to. Và đục khung gương, bốn góc đục hoa, đục trang trí hoa, hoa dây uốn lượn. Mặt ván lên tấm dày 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân. Và vân veo thì cực kỳ là nổi bật. Khuôn tranh bàn rồi hai đầu bàn thì bên em cũng làm cong nhẹ, tạo cảm giác mềm mại cho bộ bàn ghế. Cái đôn cao này có kích thước là 45 x 55, đôn kẹp ghế. Còn tiếp theo đến nữa đó là cái đôn ngồi kích thước là vuông 40
Và đây là chiếc ghế đơn còn lại. Vân rất là đều, vân cực kỳ là đều. Hai cái tay cũng vậy, từ hai cái tay đến mắt ván, đến phần vách, vân rất là đẹp. Và mọi người để ý cái nước sơn hoàn thiện của nội thất Hiệu Quân. Cái này em đã nhắc rất là nhiều trong những video. Đây là một trong những cái đặc điểm thương hiệu của nội thất Hiệu Quân, là bên em làm rất là kỹ. Thế nên nước sơn cuối cùng lúc nào nó cũng căng, nhẵn, bóng, có độ sang. Và sờ lúc nào cũng cực kỳ là thích tay. Sơn này sơn cao cấp nhất. Thế nên nhìn những cái thớ gỗ hiện lên cực kỳ là chân thật và sang trọng, chứ không phải là những cái loại sơn rẻ tiền. Đấy, vân veo thì quá là đẹp rồi, rất là đẹp luôn. Ván 2 phân, khuôn 4 phân, chắc chắn dày dặn. Vách thì uốn lượn, làm vách trơn. Vân veo thì như em nói nó cũng rất là đều luôn. Bộ sản phẩm gồm có 6 món thì anh Chiến và anh Việt Anh là hai anh em đến tận xưởng ký nhận. Bên em có 2 bộ hoàng gia hôm nay bàn giao về nhà cho hai anh. Cảm ơn hai anh rất là nhiều, cảm ơn cô và hai anh đã đến tận xưởng cháu ủng hộ xưởng cũng như đặt niềm tin vào xưởng. Kính chúc mọi người và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Cảm ơn toàn thể quý khách của nội thất Hiệu Quân và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.